Như vậy quá ít. Cầm lấy đi. Đây là 100 quan đó. Nhưng mà làm như vậy quá mất mặt. Mất mặt với người khác hay là mất mặt với tôi đi? Đáng ghét. Quỳnh công sự, tôi nói với vợ Quỳnh sao? Vợ của tôi biết đó. Tôi đã nói cho vợ tôi biết rồi. Trời ơi, lừa gạt. Tôi gạt thế nào, không gạt thì thế nào? Dù sao ngân phiếu đó cũng nằm trong tay cô rồi. Nhưng nếu như để Điện Hà biết được sẽ bị đuổi ra ngoài đó. Ê, cô đó, làm sao Điện Hà biết được chứ? Yên tâm, tất cả đã có tôi rồi. Đáng ghét. Ê. Ít ra cũng còn nửa canh giờ nữa, phò mã đại nhân mới quay về. Ở đây đợi đại nhân qua. Nếu không thì chúng ta cứ ập thế. Cô tới đây đi. Làm gì vậy? Chạy đi đâu? Tôi xem cô chạy đi đâu. Để tôi xem cô chạy đi đâu. Nên vậy mà tôi la lên đó. Cô la đi. Dù sao không có ai ở nhà, phò mã đại nhân cũng không có ở đây. Cô la thì cứ la đi. Chú Bảo, tôi la lên đó. Cô la đi. Chuyện này hôm nay là do tôi làm chủ rồi. Tôi sợ lắm. Sợ gì nữa? Trời ơi, tôi sợ lắm đó. Có gì đáng sợ đâu. Chú Bảo, bây giờ tôi la thật đó. Có gì đáng sợ đâu. Hương Chi à, cô đừng thả la tôi mà. Đừng Hương làm Chi vậy đừng mà. La mà. Chú Bảo, đừng có dễ dụa, ngoan đi. Chú Bảo, mình xấu hổ quá đi à. Hương Chi, cô có biết không, đêm nào tôi cũng nhớ đến cô hết. Tiểu bảo bối của tôi. Tiểu bảo bối. Xấu hổ quá đi. Hương Chi, mau cởi ra đi. Vội vàng gì chứ. Mau cởi. Trời cởi ơi đi. Trời ơi, đáng ghét quá. Ui xa, ui xa. Ê, để tôi tiểu tự bảo bối cởi của tôi. Mà ui xa xa. Từ từ. Mềm mại quá đi. Ui xa. Trời ơi. Được vậy mà. Tiểu bảo bối. Đừng vậy mà. Các người đang làm gì vậy? Đại nhân, tiểu nhân không dám nữa đâu. Các người đúng là to gan thật mà. Sau này tiểu nhân không dám vậy nữa đâu. Đại nhân, ngài đừng nói với Điện Hạ, đừng nói với vợ tôi nha. Giữa ban ngày ban mặt ở phủ công chúa, dám thông gian với nha đầu của Điện Hạ, đáng nhận tội gì đây? Tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân biết tội. Xin phò mã hãy tha thứ cho tiểu nhân lần này. Tại sao ta phải tha thứ cho ngươi? Ngài hãy nể tình công việc làm ăn, tha cho tiểu nhân lần này đi. Chuyện xấu ngươi làm không chỉ một chuyện thôi đâu. Mấy năm nay đi theo ta, bề mặt là hầu hạ ta, thật ra là giám sát bổn cung. Ngươi thật sự rất to gan, cho rằng bổn cung không biết gì hay sao? Tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân làm như vậy cũng vì phụng lệnh của Điện Hạ thôi. À, Điện Hạ kêu làm thế nào thì làm như vậy. Sau này tiểu nhân không dám nữa đâu. Sau này tiểu nhân sẽ nghe lời phò mã đại nhân. Phò mã đại nhân kêu làm gì thì tôi làm đó. Không kêu làm cái gì thì tiểu nhân không làm cái đó. Nhớ lời con người nói đó. Nhớ. Còn làm chuyện đó với nhà đầu nào nữa? Ở trong phủ này chưa từng làm chuyện đó với nhà đầu nào khác, chỉ có người này thôi. Ngươi nói lại đi. Còn có qua lại với các cô gái ở Thanh Lâu bên ngoài phủ đã mấy lần rồi? Mấy lần đếm không hết. Nhưng mà tiểu nhân không có giấu giếm đại nhân đâu. Nói vậy nghe mới giống sự thật.
câu nào là tiểu nhân cũng nói thật hết. Nhưng mà đại nhân à, tiểu nhân có đôi khi đi vào kỹ viện cũng đâu thể gọi là phạm pháp. Sau này tiểu nhân chắc chắn toàn tâm toàn ý hầu hạ đại nhân, nó đầu lìa khỏi cổ, chết không thấy tiếc. Thối thà, cút ra ngoài. Tạ đại nhân. Đại nhân, tiểu nhân còn có một câu không biết nên nói hay là không nên đây. Nói đi. Nha đầu Hương Chi lúc nãy đó, cổ thật sự cổ không có thích tiểu nhân. Tiểu nhân cho cổ nhiều tiền cổ mới chịu. Người cổ thích thật sự là người khác. Nói vậy là sao? Tiểu nhân không dám nói. Nói. Dạ, nhà đầu đó người cổ thích là đại nhân ngài. Cái đứa bậy gì vậy? Câu nào của tiểu nhân cũng là sự thật. Lúc tiểu nhân và cổ nói chuyện, chính tay tiểu nhân nghe cổ nói là cổ nói tất cả nam nhân trên thiên hạ này đều không thể sánh bằng đại nhân ngài. Nếu có thể cùng phò mã đại nhân ngài, cổ đồng ý. Câm miệng của ngươi lại. Nhà đầu đó, người cổ thích đó, là đại nhân ngài. Cô la đi. Dù sao chuyện này á, hôm nay á, tôi phải làm. Đại nhân. Đại nhân. Đứng lại. Đại nhân. Lát nữa, ngươi đi tới phòng ta một lát. Dạ đại nhân. Chuyện ngày hôm đó ngươi có còn nhớ không? Xin đại nhân khoan dung. Xem ra ngươi không thể làm việc ở phủ công chúa nữa. Xin đại nhân khoan dung. Đại nhân đừng nói với điện hạ. Không nói với điện hạ, chuyện này coi như xong rồi sao? Nếu như đại nhân nói ra ngoài, nô tỳ không thể sống được nữa. Thật mất mặt. Chuyện do bản thân mình làm ra, còn nói được gì nữa? Xin đại nhân tha cho nô tỳ một lần, nô tỳ sẽ vô cùng cảm kích đại nhân. Người dám cùng một người giống như Chu Bảo làm chuyện đó sao? Nô tỳ biết sai rồi, tại hắn ép nô tỳ làm như vậy mà. Nô tỳ cũng nhất thời hồ đồ thôi.
Hôm đó ngươi cởi y phục ra hết à? Dạ. Bổn cung vẫn chưa nhìn thấy rõ. Đại nhân, bổn cung muốn được nhìn thấy rõ hơn. Đại nhân, Chu Bảo. Đại nhân, nhìn thấy bổn cung tại sao quay lưng định đi vậy? Tôi muốn xem thử mấy đứa ở nhà bếp đã chuẩn bị xong chưa. Hương chi đó không nói gì với ngươi à? Có phải ngươi lại muốn chạy tới chỗ điện hạ để bẩm báo không? Sao có thể như vậy chứ? Với tôn nghiêm của đại nhân, chút chuyện nhỏ như vậy thực sự có đáng gì đâu. Sao tiểu nhân có thể chạy tới chỗ công chúa điện hạ gây ra thị phi? Ngươi có việc bẩm báo, xem cuối cùng người xui xẻo là ngươi hay là bổn cung. Điều này tiểu nhân hiểu. Theo tiểu nhân thấy cuộc sống của ngài rất là thanh bạch giản dị. Sao lại nói vậy? Theo tiểu nhân được biết, các dương công đại thần trong kinh thành này hoặc là nhiều thế thiếp, hoặc là đi tới kỷ diện, thật sự không có ai giống như đại nhân hết. Tiểu nhân hầu hạ không chu đáo, tiểu nhân có lỗi. Câm miệng. Bổn cung đường đường phò mã Trạng Nguyên, sao có thể gộp chung với mấy người tầm thường đó được? Ngài xem miệng tôi kìa. Hay là như vậy có được không? Đại nhân, để tôi nói với ông chủ Phùng, kêu ông chủ Phùng đi chơi nhiều với đại nhân. Sao hả? Người lo cho người trước đi. Hơn nữa, Ê, kèm hồ đi, hồ đi. Mời đại nhân. Đại nhân, bên này. Khách quan, mời vào trong. Đại nhân, dù sao ông cũng có lòng, làm ta thấy cũng hơi áy náy. Đại nhân ngài đừng khách sáo, có thể làm quen với đại nhân thật vinh hạnh. Hy vọng sau này đại nhân đừng nhắc mấy chuyện này nữa, quả thật không đáng gì đâu. Đại nhân, mời. Mời. Đây là bút pháp của Nhiêm Tu Ông, đúng là có phong cách rất đặc biệt, có thể sánh ngang với bức tranh này. Đúng vậy, đại nhân ngài nói rất phải. Nhưng mà tiểu nhân cho rằng, nếu so với tranh của đại nhân thì vẫn còn kém rất xa. Ông thấy tranh của ta rồi sao? Tiểu nhân từ lâu nghe nói. Đúng là dẻo miệng. Có của Côn Sơn nữa. Đại nhân thật tinh mắt, quả nhiên là của Côn Sơn tiên sinh. Tuyệt. Đại nhân, hình như lần trước chúng ta ở Trích Túy Quyển, hình như... Đại nhân, hôm đó
ta có nói là chỗ đó có một bức